Về lại thành vi phạm bản quyền. Đứng ngay cạnh đằng cao su đó. Rồi, không phải là căng, đủ chơi. Chơi kèo đầu là nhọc rồi. Bay lên. Người. Người đâu? Từng người sợ người cường rồi. Căng ấy, ấy, ấy. Nó phải thỉnh thoảng bay đi bay lại nó mới căng, nhá. Nó cứ đứng một chỗ là khó sơi. Đứng ngay. Đằng sau mình nhớ. Lên. Nhìn cảm giác này như kiểu nó phát bầu lồng rồi nhỉ. Cảnh những san đồng luôn. Mồi cứ đánh quanh thế này mà đeo sút. Bám vào lồng thì thôi. Mồi bám vào cả lồng kìa, bám lên kìa nhưng bổi nó chưa dám vào. Bổi cứ truyền cành, đấy cành đấy là chết đấy. Cành đấy nhảy lên là chết nhưng nó không bám. Đúng như nhiều con hang mà mồi cứ lanh quanh rồi. Giáp như này là nó lên nha anh. Chết nhá. Rồi ăn hàng nhá.